thưa thầy. Con xin dự thi với món bánh ngọt. Theo con, nó là tinh hoa của các loại bánh. Nhưng mà cái bánh ngọt của con nói không có vẻ gì là giống cái loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Dạ thưa thầy, trong lúc trộn bột, con có bỏ thêm khoai lang và rượu gạo. Như vậy để đảm bảo món bánh có đầy đủ calo và không bị ngắn. Ngoài ra, con còn có trộn thêm một ít hạnh nhân. Như vậy khi bánh hoàn thành sẽ có rất nhiều dinh dưỡng. Theo con, đây là loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Phần thi của con là bánh kem. Lớp áo kem bên ngoài sẽ làm cho chiếc bánh trông thơm ngon hơn. Mà nó còn mang ý nghĩa chia sẻ nữa. Đối với con, một cái bánh có thể đầy đủ nhất thế gian là một chiếc bánh có thể chia sẻ được cho nhiều người. Bánh của con tên gọi nó là cái gì vậy? Dạ, con chỉ gọi đơn giản là bánh tình thương thôi chú. T
Tại sao con lại đặt tên là bánh tình thương? Thật ra con chỉ nghĩ đơn giản là con có gì con bỏ hết vô cái bánh mì này. Con nghĩ là bánh mì của con chỉ đơn giản là bánh mì kèm theo rau củ quả, thậm chí có cả chuối nữa. Đó là những thứ rất quen thuộc với con. Con nhớ hồi nhỏ con ở với mẹ con, nhà con nghèo lắm, nhưng mà mẹ lúc nào cũng thương con. Lần nào đi chợ về, mẹ cũng đều mua cho con một cái bánh để con được vui vẻ. Lúc con lớn lên á, con đi lang thang, con cũng may mắn gặp được người này người kia đùm bọc giúp đỡ con. Khi thì cho con được một khúc bánh mì bò, lúc thì cho con được vài trái chuối nếp, còn có lúc thì con được một chén cơm và thêm mấy miếng thịt nữa. Lúc vô đại học với thầy, với lại chú và các bạn nữa, thì con được mọi người giúp đỡ rất là nhiều, chỉ bảo con rất là nhiều thứ. Giống như vừa rồi có anh Lộc nè, Trà My và Quân nữa, mọi người đã chia sẻ nguyên liệu cho con làm bánh, để con có thể làm bánh và có thể được thi với mọi người. Chính vì vậy con rất biết ơn mọi người đã ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ cho con. Mọi người đã khích lệ con rất là nhiều để con có thể làm được những cái bánh này, để con có thể hoàn thành được ước mơ làm bánh của mình. Con muốn đặt tình thương của tất cả mọi người vào những chiếc bánh này. Và đối với con, tuy nhìn nó xấu xí, không được đẹp lắm, nhưng đối với con, đó là loại bánh ấm áp tình người, loại bánh đầy đủ nhất thế gian. Sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu